Đầu dưới chúng chào các bạn nha. Thì hôm nay chúng sơn cái chậu 6 tấc nha bạn, dán chữ Đại Cát Hưng Thịnh. Thì chúng sẽ pha cái màu đỏ và sơn lên. Thì kết hợp mình sẽ sơn cái hoa văn, cái chữ màu nhũ vàng cho nó nổi cho nó đẹp. Thì trước khi sơn thì vệ sinh cái chậu cho nó sạch sẽ trước nha bạn. Kê lên cho nó cao gáo cho nó dễ sơn. Và đặc biệt là mình có cái bàn xay mình để lên luôn, sơn cho nó thuận tiện nha bạn. Thì chậu 6 Đại Cát Hưng Thịnh là cái mẫu chữ mới nha bạn. Thì lúc trước thì có chữ Vạn Sự Như Ý, bây giờ có mẫu chữ Đại Cát Hưng Thịnh. Thì sau khi sơn xong thì chúng sẽ các bạn thấy chữ văn nó sẽ hiện rõ hơn. Thì các bạn có nhu cầu mua khuôn, mua chậu các bạn liên hệ với Chung. Rồi giờ sơn cái đôn với cái dĩ màu đỏ luôn nha bạn. Cái hộp chữ mình sơn cái màu vàng nha bạn. Cái bột màu vàng mình sơn lên. Thì một lát mình sơn cái nhũ vàng cho nó lên màu cho nhanh nha bạn. Sơn cái hộp màu vàng sau này mình sẽ sơn cái chữ màu đỏ lại cho nó nổi nha bạn. Thank you.
Bây giờ mình sơn pha lấy cái nhũ vàng nha bạn, mình sơn trong cái học qua cái lớp nhũ vàng nha bạn, cho nó lên cái màu vàng nha đẹp. Mình sơn lót cái bột vàng là để mình sơn cái nhũ vàng lên, một nước một là nó nổi lên nó đẹp luôn nha bạn. Chứ mình sơn nhũ vàng không rất là hao nước sơn, nên là các bạn nếu mà muốn sơn màu vàng cái học thì mình phải sơn lót cái bột màu vàng trước, xong mình xài cái hộp nhũ vàng item mình sơn qua một quận là nó đẹp. Giờ chúng sẽ sơn cái chữ nha bạn, chữ hoa văn cho nó nổi lên cho nó đẹp nha bạn. Rồi bây giờ tiến hành sơn cái hoa văn nha bạn, hoa văn nhũ vàng cho nó nổi bật lên là xong nha bạn. Chậu sáo chúng đã sơn đỏ xong nha bạn, thì giờ mình tiến hành phủ bóng qua lớp keo mô đô kiều cho chậu nó đẹp hơn nha bạn. Cho tròn 6 tấc chữ đại cát hưng thịnh nha bạn, thì chúng đã sơn cũng như là chia sẻ mình làm xong chậu nha bạn. Thì cái chậu này sơn màu đỏ này, sơn đơn giản thôi, cách điệu hoa văn cũng là đơn giản cho nó nổi lên nha bạn. Đó, chữ đại cát hưng thịnh đó, này chữ thư pháp nha bạn. Đó, chậu 6 này có thêm cái mẫu chữ như thế đó. Đó. Thì bên dưới thì mình sơn cái viền chữ hết cho nó nổi lên nha bạn. Đó, còn phần trên thì chúng con cũng không có sơn viền chữ hết. Tại vì sơn thêm nữa nó lè lẹt, nó xấu nha bạn, nên là chỉ sơn bên dưới thôi, cái gờ hoa văn hồ lô đó.
Thì mẫu tròn tròn 60 này thì bên cơ sở có cung cấp khuôn luôn. Các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn về mình làm thì các bạn liên hệ với Trung. Đó. Thì số điện thoại của Trung là 0332294288. Hoặc số điện thoại là 0385129159 nha bạn. Đó thì mẫu chậu sáo này dán chữ đại cát hưng thịnh nè, dạng sự như ý nè, quốc phục thọ nè. Đó, rất là nhiều mẫu chữ, thì các bạn nào mình có mua các bạn liên hệ. Chậu sáo là cũng vừa dặn trồng nhiều loại cây nha bạn. Nó cũng dễ bán lắm. Đó thì sơ như thế là mình để khu vực trưng bày mình bán được nha bạn. Đó. Thì ngoài giấy đá ra mình có thể là sơn những cái màu khác nữa để cho nó đa dạng màu, mẫu mã thì để khách hàng dễ dàng lựa chọn nha bạn. Thì video tới đây cũng xin kết thúc. Thì cuối video thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.